chỉ là những lời chia sẻ chưa đúng trên mạng xã hội, hay đơn giản hơn là việc đuổi nhau, cũng khiến một số thanh thiếu niên manh động, kêu gọi bạn bè, chuẩn bị hung khí có tính sát thương cao để đến gặp đối phương giải quyết mâu thuẫn. Những vụ việc vừa qua xảy ra trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tiếp tục gióng lên một hồi chuông báo động về sự thiếu bình tĩnh, mất kiểm soát, bất chấp hậu quả ở một bộ phận giới trẻ hiện nay. Đây là số hung khí gồm 4 cây kiếm nhật, 2 dao phóng lợn được nhóm 20 thanh niên cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị mang đến một quán ăn nơi 2 thanh niên khác đang làm việc để xử lý mâu thuẫn. Nhìn những vết chém trên chậu nhôm này cũng đủ thấy được sự manh động, nguy hiểm mà số thanh niên kia gây ra. Hậu quả với thương tích 9%, anh Nguyễn Quốc Khánh, trú quận Hải Châu không chết nhờ được cấp cứu kịp thời. Lúc đó em chạy dí Khánh vào bếp, sau đó em chém một cái chấn dập xuống cho chúng tay và ngực. Sau đó em chém thêm một cái nữa thì Khánh có cầm một cái thao thiết để đỡ. Sau đó em chém cái thứ ba thì Khánh vẫn cầm cái thao để đỡ. Thứ tư thì em chém xong em chạy. Còn đây lại là số hung khí mà một nhóm thanh niên khác trú ở các địa phương lân cận của quận Cẩm Lệ đã tập hợp được chỉ trong một thời gian ngắn để đi giải quyết mâu thuẫn cho Huỳnh Khánh Linh, 19 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, ở khu vực cầu vượt Hòa Cầm. Không chỉ có dao kiếm mà nhóm này còn chuẩn bị cả bom xăng để trả thù. Rất may, vụ việc đã nhanh chóng được công an quận Cẩm Lệ phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Thì em rủ các bạn là tối nay em có hẹn Nguyễn Hà Cường 12 giờ để đánh nhau ở tại cầu vượt Hòa Cầm. Thì vũ khí thì em mua ở trang shop và quẹo sửa tôn trên Facebook. Còn bom xăng đây thì tụi em học cách làm trên mạng. Dẫu là hai nhóm thanh thiếu niên khác nhau, nhưng đều có điểm chung là xuất phát từ những mâu thuẫn hiềm khích trên mạng xã hội, không được giải quyết sớm. Với bản tính hung hăng, bốc đồng của tuổi trẻ, số thanh thiếu niên nói trên đã không kiềm chế mà còn lôi kéo bạn bè cùng tham gia. Phần lớn cái chuỗi thời gian các em dùng để ngủ và chơi game, hoặc là tụ tập với các bạn bè để uống cà phê tán gẫu. Và thông qua cái việc uống cà phê tán gẫu này thì rất nhiều cái ý tưởng về các hoạt động vi phạm phát sinh từ cái việc này. Đối với hai vụ việc trên, công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố gần 30 bị can về hành vi cố ý gây thương tích. Việc nhanh chóng làm rõ và kịp thời ngăn chặn hành vi của số thanh thiếu niên nói trên đã phần nào hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đây tiếp tục là bài học để các bậc cha mẹ và toàn xã hội cùng quan tâm hơn đến con em mình, không để các em sa ngã, vi phạm pháp luật.